từ thiết kế cái chỗ lấy cái hộp, lấy cái điện thoại ra cũng khác biệt so với phiên bản cũ, và kể cả cuốn sách nhét vào đây cũng khác với phiên bản cũ. Trong đây thì sẽ có sách hướng dẫn. Quý khách muốn coi clip về chiếc điện thoại này mà màu thép, màu classic titanium thì có thể là coi lại clip trước của Kỳ Lân nha. Và bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào chiếc điện thoại Ebony này, một chiếc điện thoại màu đen, bóng rất đẹp. Hay là mình đi phụ kiện trước ha. Ok, vậy thì mình đi phụ kiện trước đi, mình để cái máy ở bên đây. Thì trong hộp X2 này, phụ kiện bên trong cũng khác với ở bản 3G và bản 4G X1. Thì bên trong nó khác là gồm có cả củ sạc cho mình luôn, thay vì trước đây chỉ có mỗi cái cọng dây cáp trong cái bịch nhung này thôi, chỉ có mỗi cái cọng dây cáp này thôi. Và chỗ đây họ sẽ làm không có gì hết. Thì bây giờ họ thêm tất cả những cái đầu củ sạc này phù hợp cho ổ cắm điện ở các nước.